lên cầu thang này, mỗi dàn già này cắt ốp lên cầu thang theo vân rất đẹp nha. Hôm nay mình sẽ làm một số mẫu để mọi người chọn làm mặt tiền cầu thang thang máy. Qua bên này luôn, cái mặt bóng à. Để khỏi quay. Đây có đỏ Ấn Độ nha, đỏ Ấn Độ rất là nhiều nha. Kim Sa, Trinh, đỏ Ấn Độ, Đa Lát, tất cả đều rất là nhiều. Anh em nào thích mẫu nào thì chọn nha. Coi coi, lấy dùm cái bình xanh xanh nó ra để nó đụng vô cái cây đúng không? Rồi 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 rồi. Đụng cái cây à? Dạ. Thôi hôm nay mình chỉ quay sơ lược ở đây thôi. Đây, lại mọi người cho clip mới nhưng giờ đang lên hàng á, tranh thủ quay clip á, cái gì mọi người cũng thông cảm nha. À, mọi người thích cái mẫu nào thì có thể liên lạc với mình nha, mình sẽ bán cho mọi người nha. Và bên mình có những tờ thợ đi, anh em nào thích thì có thể bên mình thi công luôn cho mọi người nha. Thôi bye bye mọi người.